thấy cái việc làm tốt của người ta đó, mình nên ủng hộ, nên khen, là tạo cái phước. Đó cũng là cái phước đó quý cô bác. Tôi thấy cô bác anh chị em mình làm lành làm phước mà tôi khen cô bác mình về nữa, có làm nữa, có phải có cái công đức của tôi chống không? Có phải cái phước không? Còn gặp quý vị mình mà tôi chê cái mơi mốt, cái quý vị mình không làm, có phải cái đó là cộng nghiệp không? Cộng nghiệp đó chứ gì. Vậy thì bây giờ đó, đôi khi đó những cái đó người ta làm được, mình nên ủng hộ, nên thấy được những cái tốt đẹp của người ta, đặng cho người ta có thể, mặc dù người ta không có giáo hóa được người này, người ta cũng độ được người kia. Cô bác mình thấy không, hồi đó dùng ngoài đó, đoàn của mình Phật giáo Hòa Hảo đi ra ngoài ngoài đó mà cho gạo cho quà, tới chừng cho quà rồi kêu nó niệm Phật, nó nói thà trả đồ lại chứ không niệm Phật đó. Vậy đó mà bây giờ ông Thích Minh Tệ ông đâu có cho người nào hụt cơm các bạc nào đâu, mà gặp ông cái Nam Mô Di Đà Phật. Thấy không, đôi khi đó cái việc làm của người ta cũng là cái hạnh giáo đó, phải không quý cô bác? Đồng ý không? Rõ ràng là như vậy. Vậy thì bây giờ đôi khi mình đổ người ta, mình kêu người ta niệm Phật, mình cho người ta gạo, cho người ta mì, cho người ta tiền đó mà người ta không niệm. Mà bữa nay đó có cái ông bưng cái nồi cơm điện đi không mà người ta niệm Phật á. Vì mình công kích là công kích cái gì, không có công kích được. Mà mình cần nên ủng hộ các sư tu hành chân chánh, phải không quý cô bác? Đó, cả ngàn năm nhân tâm sao xuyến, sao tu hoài mà chẳng thấy ai thành, bởi chữ tu liền với chữ hành. Đôi khi do cái cuộc đời này đó là đời hạ nguyên mạt pháp, Phật pháp nó bị suy đồi, cho khiến ra có một vị đang giật dây lợi cho những ai còn sai xưa trong trường danh nẻo lợi, đặng quay về theo của Đức Phật ngày xưa, để mà mảnh gương Phật đạo soi đời, soi đời cổ kim, nhân loại sẽ gấp khỏi chìm bể khổ khắp muôn loài, nguyện độ siêu thăng. Vậy mà ổng đâu có ra mối, làm đúng như tất cả các vị Bồ Tát ngày xưa thì mình tán thán thôi, chứ mình có kêu đồng đạo làm theo ổng đâu. Làm đúng như tất cả các vị Bồ Tát ngày xưa thì mình tán thán thôi, chứ mình có kêu đồng đạo làm theo ổng đâu. Mà ổng đâu có ra mối đạo, ổng có tôn chỉ gì đâu, làm theo ổng mình đi một ngày một mình chết ngắt rồi. Làm theo ổng mình ngủ một đêm một không được, mình xỉu rồi. Làm theo ổng mình đi một ăn cơm ngày có một bữa một là mình vô nghĩa trang mình nằm rồi. Làm là làm theo thầy chứ làm sao làm theo ông Minh Tệ làm chi. Nhưng mà đó là một cái người đáng kính vì họ làm những việc ngày xưa Đức Phật và tất cả các vị Bồ Tát đã làm. Cũng như bây giờ đó, con hỏi thiệt cô bác anh chị em mình nghe, đời của ông bà mình ngày xưa phải làm lúa mùa không cô bác? Phải không? Làm lúa mùa, lúa chán tép, lúa chợt sớm đồ này kia, lúa cùi lựa đồ đó. Thì ngày xưa đó làm một vụ như vậy phải 6 tháng. Mới ban đầu đó là phải bắt đầu tỉa mạ, rồi mới nhổ mạ đó ra, rồi mới dâm lúa, rồi bứng lúa đó ra, rồi mới tới cấy lúa. Mà làm 6-7 tháng trời vậy đó. Con hỏi cô bác anh chị em mình đó, mình thấy ông bà mình cực khổ ngày xưa, mình tán thán ông bà mình làm ngày xưa là quá cực khổ, quá hay. Nhưng mà kêu mình làm theo ông bà mình làm lúa mùa như ngày xưa mình làm không mấy cô? Không dám đâu. Làm như vậy là chết liền. Làm 6 tháng trời mà một công đó mà có 15 dạ đó, có môn mà nhăn găng mà chết đói á, phải không? Cho nên ngày xưa trong thời kỳ mà đi du quá đó, Đức Phật ngài đi 5 năm đó là ngài cũng đi chân trần, đầu trần và chân không dép. Ngài lỗi 5 năm đi tìm đạo, sau cùng đó ngài phải đành ngồi lại tại gốc bồ đề hành đạo, lúc đó mới thành đạo nghe quý cô bác. Nên nhớ kỹ nghe. Vậy thì bây giờ đó, ông Thích Minh Tệ bây giờ tuổi còn trẻ, ông còn khỏe, ông còn đi thời gian rồi sao ông đi nổi nữa không? Thì ông phải dừng lại ông hành đạo. Còn ngày nay ông đang đi tìm chánh đạo và ông đang giác ngộ cho những ai tu còn chùa cao Phật lớn. Cô bác mình nhớ nghe, cây lúa mà nó tốt quá đó là nó lớp chứ nó bị ngã, nó chỗ không có chắc hộp. Còn cây lúa mà nó cằn quá đó, nó chỗ không có nổi. Hành theo hạnh đầu đà này đó, ngày nay người cư sĩ tại gia làm sao cô bác chúng ta hành nổi? Mà nếu ăn sung mặc sướng đó là đời qua quá sung sướng rồi, quên đạo ngởi. Cho nên ngày nay Đức Thầy ra đời chỉ cho mình con đường trung đạo, không nên ép xác thịt cho thái quá, và cũng không nên dung dưỡng trưởng dưỡng cho nó mà sanh nhiều dục vọng.
Cho nên cái người tu mình ở nhà hàng ngày đó, thầy nói đã chánh đạo thêm còn sức khỏe đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn, hay là miễn cho được ngài gì là được rồi. Miễn cho được ngày hai cơm tẻ buổi bần hàng đặng có tu thật, nhờ ơn trời ban bố đức ân đặng xem chung cuộc phong thần tại thế. Vậy thì bây giờ mình bây giờ đó mình tu đó mà được cái sống an trong cái cảnh nghèo mình tu đó là quý dữ lắm rồi. Không có đợi tới không xài điện thoại, không có đợi tới mà không có xài tiền, không có đợi tới mà ngủ ngồi, không có đợi tới mà như vậy. Mà cái đó là hình ảnh tốt, chứ mình không có bài bác được. Mình phải kính trọng tất cả các bậc mà người ta làm được, mình kính trọng, mình quý báu, mặc dù mình làm không được, phải không mấy cô? Người ta là cái nghề buôn bán, còn mình là nghề làm ruộng, mà mình làm theo người ta làm sao được. Nhưng mà người ta làm những cái việc tốt, mình nên tán thán. Tôi nè, hổm rài nè, thấy mỗi lần mà tôi ngủ mà hơi sai quá cái tôi nhớ lại, trời ơi ông Thích Minh tại ông đi ban ngày tối ngày, mà ban đêm ông còn ngồi sáng đêm, còn mình nằm hoài gì sao ngồi vậy niệm Phật. Mình nhờ mình phân bì với người ta mà mình lo mình hành đạo của mình. Tại sao người ta buôn bán ta dám thức nửa đêm đặng ta buôn bán, còn mình á ở đây mình hành đạo mà mình không chịu ngồi vậy mình niệm Phật. Thấy Dương Trần ngủ mãi ngủ hoài sao thức dậy mà tầm đạo kiếm bài chứ, phải không? Để thi cử khỏi mang tiêu rớt. Vậy thì bây giờ ngày nay đó cô bác anh chị em mình khỏi lo. Tôi nói nếu cái người nào đó ha mà có tâm đạo với đức thầy, rồi dù xa xôi ngàn dặm họ cũng không bao giờ phụ thầy, là thầy nói sao nè: ai người tâm đạo đừng, ai người tâm đạo là đừng toan phụ thầy. Còn cái người nào đó mà không có tâm đạo, rồi dù kế bên thầy vẫn bỏ thầy như thường, kế bên thầy vẫn đi theo tà sư ngoại giáo như thường, có không mấy cô? Vậy cô bác anh chị em mình đừng có lo. Đối tín đồ Phật giáo Hòa Hảo bây giờ đó, người ta đã chắc như nịch rồi, theo thầy đâu đó ngon lành có tâm đạo rồi, ta nhớ cái hình ảnh của thầy, mặc dù cứu thế chẳng mong ơn ai trả, mà ơn thầy phổ quá nặng ngàn cân. Vì nặng ngàn cân đó mà cô bác chúng ta thấy cái công ơn trời biển của đức thầy đó, mình không thể nào mình quên được. Quý cô bác anh chị em mình không có khi nào mình quên được cái công ơn trời biển đó, mà mình gắng cố gắng là trao thân phận rạng danh hiếu để mới thỏa dạ thầy nơi chốn mây rồng. Vậy bây giờ mình thấy ta làm việc tốt rồi mình khen. Tôi nói không phải mình khen, ngày xưa đó khi ông á là cò Tào Hảo á, ổng quy y theo thầy thời gian sau, rồi ổng có nhân duyên ổng muốn xuất gia tu theo bên Thiền Lâm á, phải không? Nhưng mà khi thầy hay rồi đó, thầy đưa cái lời khen và chúc ông luôn. Có khen không quý cô bác? Chúc ông thòn nhã vững lèo qua bờ giác ngạn, sớm treo gương màu. Ông qua đó ông gái ông tu ngon, đặng ông làm cái tấm gương. Sau cùng thầy nói sao nè: chúc cho đó dẹt mây mù, vững vàng bất thối công phu vuông tròn. Đến ngày biển cạn non mòn, tứ ân đã trả chẳng còn tội căn. Nay ông nhập tự làm tăng, trước sau ti khác thiện căn dẫn đồng. Lắng tai nghe được tinh hồng, tờ qua ít chữ gọi lòng. Vậy thì bây giờ đó người ta làm tốt mình khen người ta mà cũng không cho nữa sao? Mặc dù người ta buôn bán, nhưng mà ta buôn bán giỏi thì mình khen, còn mình làm ruộng giỏi thì mình làm theo của mình, chứ mình làm theo ổng chi, phải không? Vậy cô bác anh chị em mình nên nhớ cái chỗ này.